ra ở bên đấy. Nó làm lỗi rồi, nó làm lỗi rồi. Ôi trời. Ôi nhà hình đấy như vậy. Tay đôi mua xe bạc. Mua sư tử đi, mua sư tử đi. Mua đi, mua xe bạc. Bây giờ hôm nay mình sẽ quay bom cho mọi người xem. Đây vợ đi vào đây để chốt cái cửa này vào. Bom này, bom này tao đây, bom ơi, bom tao đây. Đó, thì hôm nay mình sẽ quay chú ngao Tây Tạng này cho mọi người xem. Con trai bố nhỉ? Hả? Bố gặp con trai bố. Chán đời thôi. Tay đâu bố? Tay đâu? Tay đâu con? Nó thấy vợ vào đấy. Nó thấy vợ vào giấu tay đi nhé. Đi ra đây. Bom này bố cho ăn. Nhanh. Bố. Gà bố đấy. Nó làm lỗi rồi. Ôi nhà hình đấy như vậy. Tay đôi mua xe bạc. Đây này. Bom đây. Đây con. Ô nhà. Chạy hiểu. Đây đây. Nó vồ ấy, nó vồ mình ấy. Nó đùa đấy, nó đùa đấy trời. Ôi giời ngã bây giờ. Bom đây, bom đây. Đây là khẩu phần ăn của anh ấy là một con gà mọi người nhé. Đây quá. Thôi rồi, cái thằng lùn. Thằng lùn nó đang ngửi con này. Đây đây bố cho. Ui à, ui à. Ôi mẹ. Chết ngã. Mom ơi. Chồng không cho nó tha mà chồng không cho nó tha mà chồng xé xem là nó có. Lý ơi. Im mồm đi. Mày tiếng tâm thì nó chả ra gì mà chồng. Xùi nó vật này đứng yên đi à. Bọn này. Bố không cho ăn đấy. Đâu? Đồ ăn của con đâu? Đó. Chóng mặt, bố. Đây. Trong mà ngồi xuống. Ngồi xuống. Bố ngồi xuống. Ui dạ. Ngồi xuống. Trong mà ngồi xuống. Ngồi xuống. Lông đẹp chưa? Bố. Bố mày bắt đầu lông bắt đầu đẹp rồi. Đứng đây, không tha đồ đi ăn nữa. Đứng đây bố cho ăn. Ngồi xuống. Bố ngồi xuống. Bố ngồi xuống bố cho ăn nhanh ấy. Nó rất là lớn đấy mọi người. Bom đây. Bom. Đây mà. Bom ơi. Không đi chơi, giờ chưa cho đi chơi. Ui giời, mày. Ăn miếng to là nuốt chửng à? Nuốt chửng rồi. Hả? Đây. Đây bố cho. Mẹ ơi thằng bom. Bom điên khùng. To lù lù ấy mọi người. Đấy. Cái chân nó. Chân nó như này. Cái chân nó đẹp nhỉ chồng nhỉ? Chân con gấu. Đấy, mọi người hãy lo ăn. Chồng đừng cho nó ấy, chồng đừng cho nó không tự ăn. Đi. Không cho nó tha đi, chồng xé cho nó đi. Nó rất là lớn đấy mọi người, bom khổng lồ rồi, rất là to. Nó rất lao. Cái con kia đã béo đã lùn rồi lại còn hay lắm nhở. Kêu cái gì nữa? Tao vả giờ. Đây thằng bom này nó rất là lớn mọi người. Thằng bom giờ đẹp trai thật. Mọi người nhìn nó to chưa? To khổng lồ. Hồng nô. Bom ơi. Hay khổng lồ đâu. Răng nó nhìn. Thôi đưa bố ấy xé ra cho mà ăn. Đưa bố xé đi. Cho, không tha đi. Bật. Ngồi đó. Bom ngồi đó. Úi giải à. Nhây ấy. Đâu quá. Múa sư tử đi. Bom múa sư tử đi. Múa đi. Đâu. Anh đưa nó đi. Liếm đi. Đá. Bom này. Đá.
cho mẹ béo nhà anh. Quấy, đá vào chân tao. Giải luôn đá. Bom ơi, Bom giờ này đẹp trai nhỉ? Nhìn đẹp trai hơn là trước bao nhiêu? Đây mọi người thấy chưa? Nó rất là lớn khổng lồ luôn mọi người. Tay. Để tay bố. Bắt tay. Mày. Mẹ chỉ thích lúc nó đùa với chồng ấy. Đấy. Chơi để cho nó múa như con lân ấy. Đấy, chơi gì nhá, nó múa đây. Đó. Đó. Đấy, đấy, đấy. Đó. Như cái lần lên. Sao con? Sao con? Giả vờ đấy, giả vờ đấy, chạy ra rồi. Đấy. Hả? Hả? Xin bố nhờ. Con xin bố nhờ. Xin bố nhờ. Tay đâu? Tay đâu? Tay. Con ơi. Tay đâu? Con đâu? Tay đâu? Tay đâu? Tay đâu bố? Tay đâu? Ôi. Tay đâu đưa bố sao? Tay. Tay. Tay tay tay. Cái thằng lỉ. Ui giời. Lần sau bố bảo phải đưa tay lên để bắt tay nhớ chưa? Quên rồi à? Hả? Tay đâu đưa bố? Nó đang khịt cái đồ ăn đấy mọi người. Khịt. Thằng Bom khổng lồ. Nó ngồi nhìn cho. Đây. Đây. Đây, con đây. Mày chồng cha thấy mắt mũi đầu chỉ thấy mỗi cái mõm nhồ nhồ ra. Đầu tóc thì lõa xõa. Đấy. Hôm nay được bố cho ăn sướng nhá. Mấy thằng kia nó ghen tị ở nhà nhìn cái thằng lì kìa. Ôi rồi cái thằng lì nó ghen tị kìa. Lì ơi. Nó còn cỗ chuột thêm một cái. Đây nhá mọi người nhá, thì một lúc sau thì thằng Bom nó đã chơi hết một con gà đây rồi mọi người. Bom ơi. Và Bom. nó đi đái na chạ khắp nơi, chắc tìm chỗ đi vệ sinh luôn. Đấy, em biết ngay mà. Mẹ cái thằng này. Nhìn kìa, nó đi như còn đi bồn cầu ấy. Nhìn mặt trông thôi. Bom. Nó đang đi vệ sinh. Mẹ mày. Đang mắc ỉa. Vào trông kìa. Đây bố xem nào. Bom. Tay đâu? Con này nó rất mắc cái tính là hay giật mình. Nó bị, chắc là con này nó bị ấy nhiều, nó bị... Bom? Nó bị mất bình tĩnh nhỉ, chồng nhỉ? Bom hay bị mất bình tĩnh luôn. Nó như kiểu chủ người xưa là hay đánh nó. Thế này nó sợ nó đề phòng ấy. Đúng rồi. Bom. Bình thường anh Tài chơi nó rất là ok, không có vấn đề cả. Bom cũng rất là ngoan. Bom đây. Như dạo này Bom đẹp trai nhỉ? Bom dạo này to. Bom đây. Đẹp trai chứ. Đây bố xem nào. Nhanh đi. Gọi kìa. Bom. Bố nhiều nhá. Lít to. Nào. Đấy mọi người thấy thằng Bom này quá khổng lồ. Đấy. Đây con đi lên đây. Đi lên. Đi con. Đây. Bom đây. Nó ngồi đấy khổng lồ lắm. Ngồi. Bom ngồi xuống. Ngồi. Ôi giời ơi, to khổng lồ. Mọi người thấy này. Đấy, mọi người thấy chưa? Thằng Bom khổng lồ. Đấy. Khổng lồ, rất là khổng lồ luôn. Ê, tao nhìn cái cream mày rồi nha. Đấy, mọi người thấy này. Thằng Bom khổng lồ này. Đấy, chú chó to lớn nhất trong nhà của sản phẩm thuộc vùng cao là Bom mọi người nhá. Bây giờ nó là thống lĩnh là to nhất rồi. Đấy, thì nói chung là video này mình cũng xin kết thúc ở đây. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm thực vùng cao với mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
mình sẽ giới thiệu từng chú chó một trong gia đình nhà mình cho mọi người cùng xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Con chào đi. Mình là con đẹp trai nhá.